Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 142 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch thánh thiên tiền vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 142 của bộ truyện này. nếu như huệ đế thật sự chưa chết đó cũng là lão cương thi mấy trăm năm mọi người cẩn thận một chút vương ngôn vọng nhắc nhở một câu nếu đã đến nơi này như vậy đương nhiên phải mở quan tài ra bên ngoài chủ huyệt này không có đồ gì khác như vậy rất có khả năng tất cả bí mật đều được cất giấu bên trong quan tài người chịu trách nhiệm mở quan tài lên đương nhiên là đám thuộc hạ của quyền hoàng và vương ngôn vọng cùng mấy người tu luyện khác thì bố trí bốn phía xung quanh quan tài để ngừa thi thể huệ đế xác chết vùng dậy không đến mức bị đánh tới trở tay không kịp sau khi tất cả công tác chuẩn bị đều xong xuôi hai thuộc hạ của quyền hoàng mới đi đến trước mặt khi thiên chi quan quan tài này không được đóng đinh sau khi hai người đẩy một chút phát hiện có thể di chuyển nắp quan tài liền chờ đợi quyền hoàng chỉ thị sau khi thấy ánh mắt chắc chắn của quyền hằng hai người mới chậm rãi đẩy nắp quan tài nắp quan tài bị đẩy ra ánh mắt của hai người này cũng lập tức rơi vào trong quan tài chẳng qua vài giây đồng hồ sau những người khác liền thấy nét mặt của hai người này trở nên khiếp sợ không thôi sau đó dĩ nhiên lại lùi vài bước dường như thấy được chuyện không thể tưởng tượng được gì mọi người cẩn thận vương quân vọng thấy một màn như vậy trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, mà những người khác cũng mang vẻ mặt đề phòng, cho rằng có sẽ có nguy hiểm gì, thế nhưng đợi trái đợi phải lại không phát hiện nguy hiểm gì xuất hiện. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quyền Hoàng không có nhịn được, quay qua quát lớn với hai thuộc hạ. "Tổng giám đốc Quyền, trong quan tài này có có người?" một thuộc hạ của quyền hoàng lắp ba lắp bắp trả lời nói nhảm đương nhiên trong quan tài là có người rồi chẳng lẽ còn có thể là một cái quan tài trống không quyền hoàng tức giận đáp nhưng mà trong quan tài này là một người sống một người sống sờ sờ một thuộc hạ khác của quyền hoàng bổ sung một câu trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng ý trong mấy lời này đột nhiên trong quan tài truyền ra một thanh âm uy nghiêm lớn mật, dám can đảm quấy nhiễu trẫm ngủ đông nên tru diệt. Nắp quan tài bị đẩy ra, một người đàn ông đầu trọc mặc áo bào vàng đứng lên, không giận mà uy, quét mắt toàn trường, loại khí trang cấp trên này triển lộ không bỏ sót. Hắn, hắn là Huệ đế Chu Dẫn Văn. Lý Như không nhịn được mở miệng, người của mấy trăm năm trước lại có thể còn sống sờ sờ đứng trước mắt bọn hắn. Thoạt nhìn không khác gì một người trẻ tuổi bình thường, thậm chí còn trẻ hơn cả chính bản thân mình. Làm càng, cũng dám gọi thẳng tên trẫm ư. Ừ. Trẫm muốn trù di cử tộc nhà người. Tên trẻ tuổi đầu trọc vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ở đây liền xác định. Vị này chính là Chu Duẩn Văn. Dù sao, ngoài trừ hoàng đế thời đại phong kiến, toàn bộ thiên hạ còn có người nào treo câu tru di cử tộc của ngươi bên mép nữa chứ? Ngươi là Huệ Đế, Chu Duẩn Văn. Chẳng qua, Quyền Hoàng có chút không yên lòng, hỏi thêm một câu. Trong thiên hạ, chẳng lẽ còn có trẫm thứ hai? Trẫm là chân long chi tử, là độc nhất vô nhị, xem ra mấy người các ngươi là hậu nhân của cấm vệ. Chu Duẩn Văn cũng đánh giá xung quanh nhíu mày, nhất là khi thấy Lý Như cùng Tiêu Ngọc Nhi hừ lạnh nói. Biết bên cạnh trẫm không có phi tử, nên ăn mặc như vậy để câu dẫn trẫm sao. Trẫm hái lại là người nông cạn như thế. Nghe thấy những lời Chu Dẫn Văn nói, Lý Như hái miệng thật to, có chút không biết nên nói cái gì cho đúng. Nhiệt độ trong lăng cũng không thấp, do đó cô cũng không mặc đồ quá kín đáo, đặc biệt để tiền hành động nên chỉ mặc quần jean nịt vóc người mỹ lệ được triển lộ không bỏ sót. Nhưng bây giờ tới trong miệng của Chu Dẫn Văn lại biến thành cô ý câu dẫn. Tôi câu dẫn ông mới là có quỷ đó. Tiêu Ngọc Nhi trực tiếp đi lên phía trước bắt lấy cổ áo của Chu Dẫn Văn rồi sau đó kéo hắn từ trong quan tài ra ngoài. Người đứa con gái này nhanh chóng buông tay chậm muốn tru sát người muốn tiêu diệt cử tộc của ngươi ai à, đừng đánh nữa trẫm trẫm có thể bỏ qua cho ngươi nghe chu Duẩn văn còn muốn bày ra cai giá của hoàng đế tiêu ngọc nhi cũng không có tính khí tốt như vậy trực tiếp không ngừng đánh xuống đầu trọc của chu dẫn văn chu Duẩn văn còn không phục cô sẽ đánh cho tới khi chu Duẩn văn phục mới thôi nữ hiệp nữ hiệp đừng đánh Trọng biết lỗi rồi cuối cùng chu Duẩn văn chịu phục tội nghiệp nhìn tiêu ngọc nhi nhưng Tiêu Ngọc Nhi không thèm để ý. Cô muốn bắt Chu Duẩn Văn biết người đàn ông háo sắc sẽ không có kết quả tốt. À, cô Tiêu, trước đừng có vội. Vương Ngôn Vọng mở miệng ngăn cản Tiêu Ngọc Nhi. Tuy rằng Chu Duẩn Văn sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ để cho bọn họ có chút khiếp sợ. Nhưng rốt cuộc thì đây cũng là tình huống mà bọn họ đã nghĩ tới từ trước. Huệ đế Chu Duẩn Văn làm ra lăng mộ này vốn chính là vì chuẩn bị sống lại. Hiện tại xem ra đã sống lại thành công. Vị lão đầu này, lão tiên sinh, người nhanh chóng bảo hộ trẫm, trẫm có thể phong ngươi làm người tiền thống lĩnh cấm vệ. Chu Duẩn Văn nhìn Vương Ngôn Vọng giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đưa ra chức quan mà lòng hắn cảm thấy là đáng giá nhất. Đa tạ ý tốt của Huệ Đế, sợ rằng lão phu không có phúc hưởng thụ nó không dối gạt bệ hạ giang sơn của đại minh đã sớm mất nghe được những lời vương ngôn vọng nói trên mặt chu duẩn văn lại không có nhiều biểu tình khiếp sợ chỉ là vẻ mặt có chút phức tạp một lúc sau thì kiên định nói giang sơn đại minh bị người ta lật đổ chuyện này không có gì bây giờ là triều đại nào rồi chờ sau khi ta ra ngoài tìm được bảo tàng hoàng tổ nội lưu tự nhiên có thể chiêu binh mãi mã một lần nữa đoạt lại Giang Sơn Đại Minh ta, mà các ngươi chính là thần phụ tá đồng. Mọi người nghe thấy những lời Chu Dẫn Văn nói, tất cả đều quay đầu trừng trắng mắt. Không nói đến chuyện người có thể đoạt được Giang Sơn hay không, cho dù thật có bản lãnh này, mọi người cũng sẽ không theo ngươi làm chuyện như thế. Thật vất vả xoay người đi vào xã hội chủ nghĩa, đầu óc bọn họ toàn bã đầu hay sao mà muốn quay lại thời kỳ vương triều phong kiến chứ ta thấy võ nghệ của ngươi cũng không tồi tuy rằng ngươi đánh trẫm nhưng trẫm có thể bỏ qua cho chuyện này có thể cho ngươi làm nha hoàng thiếp thân của trẫm phụ trách chiêu cố áo cơm cùng sinh hoạt hàng ngày của trẫm ta chăm sóc cái đầu ngươi kết quả khi chu duẩn văn nói ra lời này tự nhiên là là bị tiêu ngọc nhi không chút khách khí đánh cho một trận cô tiêu vẫn nên giao hắn cho tôi đi để tôi tới xử lý hắn quyền hoàng không có nhịn được tuy rằng ở đây không có bảo tàng nhưng chu duẩn văn biết bảo tàng của hoàng đế hồng vũ ở nơi đâu chỉ cần có được chu duẩn văn chẳng khác nào có được bảo tàng chẳng qua mục đích của quyền hoàng nhất định là không thành hiện thực tôi có chút hứng thú đối với ông ta người mở miệng là phương minh phương minh có phần hứng thú nhìn chu duẩn văn sự hiếu kỳ của hắn đối với chu duẩn văn không phải là vì bảo tàng mà là vì bản thân chu duẩn văn một người bình thường không có chút tu vi dĩ nhiên có thể sống mấy trăm năm chỉ riêng vấn đề này đã đủ hắn nghiên cứu một phen cậu quyền hoàng thấy phương minh nói vẻ mặt khinh thường một trợ lý nho nhỏ mà thôi ở đây chưa đến phiên cậu nói chuyện nhưng mà ngay sau đó vương ngôn vọng đáp lời khiến hắn trợn tròn mắt nếu cầu phương có hứng thú, vậy dĩ nhiên là giao cho cầu phương. Vương Ngôn Vọng đáp ứng, kỳ thật ông ta cũng không quá có hứng thú đối với bảo tàng kia. Hơn nữa ông ta cũng biết sợ dĩ cầu phương cảm thấy hứng thú đối với chu Duẩn Văn, cũng không phải bởi vì bảo tàng. Về vần suy nghĩ của quyền hoàng, căn bản Vương Ngôn Vọng không hề để trong lòng. Nếu quyền hoàng dám có bất mãn, vậy hăng phế quyền hoàng là được. Nói cho cùng, ở trong lòng người tu luyện như vương ngôn vọng, căn bản không hề công nhận chuyện người bình thường cũng có quyền bình đẳng với bọn họ. Đại minh của trẫm thật sự mất rồi sao? Trong một trà lâu của thành phố Nhạc Dương, nhìn những vật dụng trong nhà bắt chước kiểu cổ Minh Thanh, lòng của hắn mới thoáng bình phục. Những thư hắn đã nhìn thấy dọc theo đường đi lúc trước, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Xe bốn bánh không cần ngựa không cần trâu Vậy mà vẫn có thể tự chạy một mình trên đường Hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy Cho dù là hãng huyết bảo mã của hoàng gia Cũng không thể nào nhanh hơn tốc độ như vậy Những tòa nhà cao tầng cao tới mấy chục mét Năm đó ngay cả cung của Đại Minh Cũng chỉ mới cao bao nhiêu tầng chứng Quan trọng nhất là nếu đặt ở triều Đại Minh Những tòa nhà xây cao như vậy Sớm đã vượt quy tắc Người xây nhà cũng phải bị kéo đi trảm từ lâu còn có cái gì bà đèn điện, lại thêm tivi. Những thứ này vượt quá sức tưởng tượng của Chu Dẫn Văn. Đây là thế giới của mấy trăm năm sau sao. Mỗi một người dân ở nơi này còn sống sung sướng hơn cả hoàng đế thời xưa nhiều. Đại minh của trẫm đã mất thật sự rồi. Chu Dẫn Văn có chút cô đơn, hắn thầm hiểu trong lòng, cho dù hắn có bảo tàng hoàng gia, đời này cũng vô vọng phục quốc. Phục quốc, Cần cái gì? Đương nhiên chính là người, chính là những người dân tầng dưới chót không sinh sống nổi, tử tài tạo phản 10 năm không thành, mà những nhân sĩ tầng lớp trên nắm nhiều tài nguyên, là những người đã nhận được lợi ích, cũng không có khả năng tham gia mưu phản. Tầng đảm bảo duy nhất của người khởi nghĩa tạo phản chính là nhân dân tầng dưới chót, nhưng bây giờ nhân dân tầng dưới chót ở nơi này có cuộc sống tốt như vậy làm sao có thể theo hắn đi tạo phản chu duẩn văn là một vị hoàng đế giáo dục mà hắn được tiếp xúc từ nhỏ là phải làm thế nào mới có thể khống chế bách tính học tập đạo đế vương cho nên từ nhỏ hoàng gia đã nói với hắn giết tham quan cũng không phải bởi vì những tham quan này đã tham ô quá nhiều cho dù những tham quan này có tham ô nhiều hơn nhưng toàn bộ thiên hạ này đều là đất đai của vua tài sản của đám tham quan sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay nhà họ Chu. Chỉ cần muốn, có thể tùy tiện tìm một lý do để xét nhà bất kỳ khi nào. Cho nên lúc ban đầu, Hoàng gia gia nghiêm khắc với tham quan như vậy, chỉ tham ô hơn trăm lạng bạc rồng, liền mất đầu. Cũng là vì Hoàng gia gia biết, nếu như mấy vị quan này tham ô quá nhiều, cũng chỉ có thể bóc lột bách tính. Mà nếu như bách tính không sống nổi, chắc chắn sẽ gây nên uy hiếp với Giang Sơn nhà họ Chu. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Hoàng gia gia nhất nhiều tham quan. Thử nghĩ một chút về hòa thân ở triều đại nhà Thanh. Với tư cách là tham quan lớn nhất triều đại nhà Thanh, liệu hoàng đế càng long ngày ấy có thể không rõ ràng mấy hành vi của hắn sao? Trong lòng hoàng đế càng long rất là rõ ràng, thế nhưng hắn vẫn cần một tên tham quan như vậy cho hắn thêm tiền tiêu xài. Dù sao đi nữa, tuy rằng làm hoàng đế là có được Giang Sơn, nhưng tiền riêng với tiền trong quốc khố lại không giống nhau. Mà đợi khi hoàng đế càng long hơi đảo, Gia Khánh lập tức xét nhà hòa thân. Đây là sự vô tình của hoàng thất. Chu Duẩn Văn có chút thất hồn lạc phách, mà khi thấy nữ phục vụ của trà lâu bưng trà thơm lên, nhìn dáng người quyến rũ bên dưới chiếc sườn xám, càng không thể nhịn được, hừ lạnh nói. Đồi phong bại tục, nữ nhân bây giờ đều là như vậy sao? đã không còn tam tòng tứ đức ừ mặc như vậy sau này còn có người nào dám cưới cô ta nghe thấy những lời chu duẩn văn nói phương minh ho khang một tiếng cho nữ nhân viên phục vụ một ánh mắt xin lỗi nữ nhân viên phục vụ tức giận trừng mắt nhìn chu duẩn văn tuy rằng là một nhân viên phục vụ các cô luôn phải lễ phép với khách hàng nhưng tiền đề là khách hàng cũng phải tôn trọng các cô mặt xương xám thì sao cũng may đây là mùa đông nếu như đổi lại là mùa hè, cứ thử ra đường mà nhìn coi, mặc như bà đây còn tốt hơn, còn đây cô gái chỉ mặc mấy mảnh vải như vậy lâu trên người, đã là năm tháng nào rồi còn có người quê mùa như vậy. lão chù Phương Minh nhìn Chu Dẫn Văn, mà Chu Dẫn Văn nghe được lời Phương Minh nói lập tức giật mình, bởi vì dọc theo con đường này hắn đã thấy được sự lợi hại của vị đang ngồi đối diện kia. Cậu muốn biết cái gì? Nếu như không có tôi, anh cảm thấy bây giờ anh còn có thể ngồi đây uống trà sao? Tôi tin rằng hẳn là quyền hoàng rất hứng thú với bảo tàng trong đầu anh. Hơn nữa tôi tin rằng hắn sẽ không ôn nhu giống như tôi đâu. Nghe được lời của Phương Minh, chu dẫn văn rùng mình. Quả thật, hắn đúng là hoàng đế Minh Triều, nhưng hắn cũng chỉ là một người thường. Hơn nữa bởi vì từ nhỏ quen sống trong nhung lụa vì vậy hắn còn sợ chết, sợ đau hơn bất kỳ một ai. Nếu như bị người khác bức cung, không cần tra tấn, có lẽ tự bản thân hắn đã khai sạch mọi điều hắn biết. Cậu cũng muốn bảo tàng sao? Chu Duẩn Văn thử thăm dò. Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với bảo tàng của anh đâu, khiến tôi cảm thấy hứng thú là thứ khác. Thân thể Phương Minh hơi nghiêng về phía trước, nhìn Chu Duẩn Văn chầm chầm. Điều tôi muốn biết là làm sao anh có thể sống sót đến bây giờ. Thứ khiến Phương Minh cảm thấy hứng thú chân chính là vì sao Chu Duẩn Văn có thể sống đến tận bây giờ, cho dù là có khi thiên chi quan, nhưng có thể bảo tồn dung mạo suốt mấy trăm năm sau vẫn không thay đổi. Hơn nữa thân thể lại không khác gì so với người thường. Đây không phải những chuyện chỉ dựa vào khi thiên chi quan là có thể làm được. Ngay cả giang nhấp hiện nay của Chu Duẩn Văn nếu như không phải hắn đã biết thân phận của chu duẩn văn căn bản hắn không thể phát hiện ra chu duẩn văn là người đã sống mấy trăm năm sinh cơ của chu duẩn văn chính là trạng thái của một người thanh niên bình thường cho nên tất nhiên trên người chu duẩn văn có cất dấu bí mật mà sợ rằng bí mật này chính là bí mật mà rất nhiều người trong giới tu luyện đang tìm kiếm nếu tôi nói cho cậu biết có phải cậu sẽ bỏ qua cho tôi chu duẩn văn cò kè mặc cả bỏ qua cho anh sao anh cảm thấy nếu tôi thả anh đi kết quả của anh sẽ là gì nhìn phương minh vẫn ung dung tươi cười chu duẩn văn sửng sốt một chút ngay sau đó trên mặt lộ ra nụ cười khổ hắn không hiểu thế giới này một chút nào nếu cứ thật sự ra đi như vậy nhất định sẽ bị người khác coi là người ngoại tộc quan trọng nhất là lão đầu khi trước cũng sẽ tới bắt hắn được rồi, tôi có thể nói cho cậu biết. Nhưng cậu phải bảo vệ tôi một thời gian ngắn, chỉ ít là trước khi tôi hoàn toàn quen thuộc thế giới này. Không thành vấn đề. Phương Minh đáp ứng, hắn đã nghĩ kỹ. Đến lúc đó ném chu dẫn văn cho đại trụ là được. Dù sao thì một mình đại trụ trong cửa hàng cũng buồn chán. Nhiều hơn một người cũng coi như có thêm một bầu bạn. Để một hoàng đế làm nhân viên của cửa hàng hẳn sẽ khiến cửa hàng vu đạo này của hắn trở thành cửa hàng có một không hai. Ngẫm lại cũng rất tốt a. À. Được đảm bảo, Chu Dẫn Văn nhấp một ngụm nước trà, sau đó mới lên tiếng. Những người kia là con cháu của cấm vệ quân. Vì thế hẳn cũng đã biết bí mật năm xưa, cho nên tôi sẽ không thuật lại bố cục của lưu quốc sư năm đó. Tư thúc của tôi nghĩ rằng có thể cướp đi ngôi vị hoàng đế kia, cũng không biết đây là cục diện do hoàng gia gia sai Lưu Quốc Sư bố trí. Sau khi hoàng đế Hồng Vũ Chu Nguyên Chương đánh xuống Giang Sơn, chuyện duy nhất hắn suy tính chính là phải làm sao mới có thể khiến Giang Sơn vĩnh cố, mà thân là Quốc Sư Lưu Bá Ôn đã tạo thành một bố cục như thế cho hắn, khiến đứa con thứ tư của hắn là Chu Lệ Tạo phản, cướp đi khí chân long tạm thời lừa dối thiên đạo đương nhiên bố cục này chỉ có ba người chu nguyên chương cùng lưu bá ôn và chu dẫn văn biết ngay cả chu lệ đều bị mơ mơ màng màng quốc sư đã thiết trí bố cục này từ sớm sau đó làm một pháp đàn nói là mang hồn phách của tôi đến cõi âm một chuyến tôi hỏi quốc sư mang hồn phách của tôi đi cõi âm làm cái gì quốc sư không nói cho tôi biết đáp án sau khi làm xong những việc này quốc sư bắt đầu thiết kế lăng mộ cho tôi lăng mộ này cũng là do quốc sư làm cho đã làm xong từ trước lúc tứ thúc tạo phản lúc đó quốc sư nói cho tôi biết chỉ khi kiến tạo lăng mộ ở nơi này tôi mới có thể sống sót bởi vì dựa theo quốc sư đã nói tôi là người không có hộ tịch ở cõi âm chỉ có ở đây mới có thể trấn được âm sai sẽ không đến đây câu hồn nghe được chu dẫn văn nói tới đây trong mắt của Phương Minh có thi sáng thoáng qua. Sợ dĩ Lưu bái Ôn tiên sinh sẽ nói như vậy, cũng là vì ở phía dưới của lăng mộ có cây thanh đồng đi. Ngay cả âm binh quỷ tướng mà cây thanh đồng này cũng có thể tiêu diệt, âm sai kia nào dám đến gần. Ngoài ra, Phương Minh hỏi, ngoài những chuyện đó ra thì cái gì tôi cũng không biết. Thật ra, mọi thứ đều là do Hoàng gia gia cùng quốc sư bố trí cục diện kỳ thật tôi cũng chỉ là một quân cờ. Chỉ có điều sợ rằng ngay cả Hoàng gia gia cũng không nghĩ tới. Thế giới ở mấy trăm năm sau sẽ biến thành như bây giờ. Nét mặt của Chu Duẩn Văn tràn đầy bất đắc dĩ. Phương Minh Tị Mỹ nhìn chăm chăm Chu Duẩn Văn một hồi. Có lẽ Chu Duẩn Văn không nói thật hoàn toàn. Nhưng hẳn là có tới chín phần là thật. Được rồi, vẽ tàn bảo đồ trong đầu của anh ra đi. Lừa dối trẫm nghe được lời nói của Phương Minh, Chu Duẩn Văn nóng nảy, lúc trước đã nói không thèm quan tâm tới bảo tàng của hắn mà, nhưng bây giờ lại cố ý có ý đồ với bảo tàng của hắn. Bảo tàng này anh không thể bảo vệ được, đã như vậy còn không bằng để người khác đào bảo tàng này ra giúp anh. Chẳng qua an tâm, tôi sẽ nói với bọn họ để lại cho anh ba thành. Không được, tôi muốn, tôi muốn 5 phần 10. Dường như chu Duẩn Văn cũng biết mình không thể bảo vệ được bảo tàng Bắt đầu cò kè mặt cả Phương Minh không để ý đến Chu Duẩn Văn Mà là đưa mắt nhìn về sau lưng Chu Duẩn Văn Chu Duẩn Văn quay đầu Kết quả thấy Tiêu Ngọc Nhi cùng Lý Như Đang đi về phía bên này Trong nháy mắt thấy được Tiêu Ngọc Nhi Thân thể Chu Duẩn Văn không nhịn được Sợ rung một chút Đối với Tiêu Ngọc Nhi Hắn thật sự cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng Hắn đã lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị phụ nữ đánh, cũng lưu lại oán hận trong lòng. Tốt, ba thành, liền ba thành. Cũng chính nháy mắt khi thấy Tiêu Ngọc Nhi, Chu Duẩn Văn liền đáp ứng điều kiện của Phương Minh. Mời ngồi. Tiêu Ngọc Nhi cùng Lý Như đi tới vị hè phía trước quán, nghe được Phương Minh bắt chuyện lúc này mới ngồi xuống. Cậu Phương, chúng tôi... Tiêu Ngọc Nhi có chút ngượng ngùng nếu như không phải lý như cố gắng lôi kéo cô tới cho bằng được cô tuyệt đối sẽ không tới bản đồ bảo tàng có thể cho các cô sau khi đào bảo tàng lên quyên góp năm thành hai thành là của các cô ba thành thuộc về hắn phương minh biết tiêu ngọc nhi cùng lý như đến là có mục đích gì nhất định không gì khác ngoài bảo tàng kia cho nên không đợi tiêu ngọc nhi mở miệng trực tiếp nói ra quyết định của chính mình quyền góp năm thành ra ngoài lý như có chút không cam lòng tân tân khổ khổ đi móc bảo tàng kết quả phần lợi ích lớn nhất lại không thuộc về mình đó khác gì là làm lợi cho người khác nếu cô lý không muốn tôi tin tưởng sẽ có người nguyện ý đón lấy phương minh không những không có ý nể mặt lý như từ góc độ nào mà nói gia tộc của lý như thật sự là người phản bội có thể cho hai thành vẫn là nể mặt Tiêu Ngọc Nhi. Đồng ý, chúng tôi đồng ý. Thầy Lý Như còn muốn lên tiếng tiếp, Tiêu Ngọc Nhi liền vội vàng kéo bạn thân mình. Có thể có hai thành là không tệ rồi. Không thấy được quyền hoàng kia, ngay cả một thành đều không được chi sao. Nếu Tiêu Ngọc Nhi không đoán nhầm, Phương Minh thật sự không có ý định cho quyền hoàng. Thậm chí, hắn còn nói chuyện với người của bộ môn A, quyền hoàng cường đại minh triều của hắn, đều không còn tồn tại được bao lâu. Bàn xong tất cả, Chu Duẩn Văn cùng vẽ bảo tàng bảo đồ ra cho Lý Như cùng Tiêu Ngọc Nhi. Vốn là Phương Minh cho rằng Chu Duẩn Văn sẽ cùng đi tầm bảo với Lý Như và Tiêu Ngọc Nhi. Chẳng qua khiến Phương Minh không ngờ, Chu Duẩn Văn cũng không tính đi chung. Dường như không hề sợ Lý Như nuốt riêng bảo tàng, hoặc là báo cáo láo số lượng trong bảo tàng. Trẫm không ngốc, Rõ ràng những người này đều sợ cậu. Chỉ cần đi theo cậu, căn bản hai cô gái này sẽ không dám nút riêng phần kia của cậu. Ngược lại, nếu như Trẩm đi cùng với các cô ấy, không chừng còn có thể trở thành nhân công miễn phí cho các cô ấy sai xử. Chu Dẫn Văn biểu môi, đối với hắn chỉ cần ngồi đợi chia phần bảo tàng là được rồi. Hơn nữa so với bảo tàng hiện tại, hắn càng muốn hiểu rõ thế giới này hơn. Thế giới này mà ngay cả tưởng tượng hắn cũng không thể nào tưởng tượng ra. Ngay được câu trả lời của Chu Dẫn Văn phần Minh mỉm cười, rốt cuộc cũng là người xuất thân từ hoàng gia, tuy rằng ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, thế nhưng xét ở mặt nắm chắc nhân tính thì vẫn vượt xa người thường. Lý Như cùng Tiêu Ngọc Nhi cầm tàn bảo đồ rời đi, hứa hẹn sau khi khai quật bảo tàng ra rồi sẽ đến Thượng Hải tìm Phương Minh. Hiện nay, quán vỉa hè chỉ còn hai người phương minh cùng chu duẩn văn tòa thành thị này có không ít đường phố phục cổ anh có thể lờ mờ nhìn thấy gian dấp của một số kiến trúc cổ đại chờ theo tôi tới thượng hải rồi phương minh dùng ánh mắt thương hại nhìn về chu duẩn văn chờ khi đến thượng hải sau khi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng hiện đại kia không biết chu duẩn văn có thể bị kích thích tới tự bế hay không chẳng qua khi mới nói nửa câu. Điện thoại trên tay Phương Minh lại vang. Chu Nhẫn Văn thấy Phương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, trên mặt lộ ra kích động. Hắn đã biết thứ nhỏ xíu này có tên là điện thoại di động, có thể khiến hai người cách nhau mấy ngàn dặm vẫn trò chuyện với nhau bình thường. Về phần dùng điện thoại di động lên mạng, à, tha thứ cho hắn nha, đến bây giờ hắn còn không biết lên mạng là cái gì. Sao minh tình lớn của chúng ta lại có thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi Phương Minh cười cười Nhấn nút trả lời Nói đùa Nhớ cậu quá đó Ổi chăng mùa đông quá là lạnh lẽo rồi Muốn để cho nó ấm áp hơn một chút Có thể chứ Nghe âm thanh cố ý mị hoặc trong điện thoại Của yêu tinh hàng Kiều Kiều Phương Minh đều có thể tưởng tượng đến dáng vẻ quyến rũ của hàng Kiều Kiều Ở đầu dây bên kia Nói về phong túng Hắn thật sự không thể nào phong túng bằng hàng Kiều Kiều được nè nếu như đói bụng thì tới ăn một miếng đi chị đây đảm bảo vẫn còn trong lành nóng hổi nha chuyện lấp đầy cậu là không thành vấn đề lấp đầy tình huống bình thường hình như là đàn ông lấp đầy phụ nữ chứ trong lòng phương minh lẩm bẩm một câu được rồi biết cậu ngại ngùng cho nên tôi tự mình giao hàng đến nhà có phải cậu đang ở nhạc dương cô cũng ở đây sao Phương Minh không hỏi tại sao Hàng Kiều Kiều biết mình ở Nhạc Dương. Nếu Hàng Kiều Kiều đã nói như vậy, vậy nói rõ cô cũng đang ở Nhạc Dương. Về phần làm sao cô biết mình đang ở đây, có thể là trước đó cô đã từng tới cửa hàng của mình hỏi đại trụ. Tôi có một bộ phim cần Nhạc Dương lâu làm cảnh nền, cho nên đoàn làm phim đã quyết định tới Nhạc Dương. Bây giờ đang ở Nhạc Dương nè. Ừ, nếu như cậu có rảnh rỗi thì qua Nhạc Dương lâu chơi nói cho cậu biết nha, hiện tại ở đây có nhiều minh tinh lắm đó. Đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu mấy người cho cậu. Tránh việc tử du ở thủ đô, ổ chăng chỉ có một mình cậu là thấy lạnh lẽo quá rồi. Nghe được lời của hàng kiều kiều, Phương Minh không tiếp lời. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không bận gì. Nếu hàng kiều kiều đã ở Nhạc Dương, vậy ngược lại có thể đi qua thăm một chút. Chẳng qua Phương Minh cũng rất tò mò với bộ phim mà Hàng Kiều Kiều đang quay. Mặc dù nói có một số phim cổ đại sẽ phải quay cảnh thâm cung, nhưng phần lớn đều hoàn thành ở thành phố điện ảnh, không thể nào thật sự quay phim trong hoàng cung. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có duy nhất một đoàn làm phim có thể đi vào cố cung thật sự để quay phim. Đó chính là đoàn làm phim đã quay mặt đại hoàng đế Phủ Nghi. Đi thôi, dẫn anh đi mở rộng tầm mắt biết một chút về minh tinh ở thế giới này phương minh đứng lên mà sau khi chu duẩn văn nghe thấy những lời phương minh nói sửng sốt một chút hỏi cái gì là minh tinh minh tinh sao đột nhiên phương minh nhớ tới thời đại của chu duẩn văn còn chưa có khái niệm minh tinh suy nghĩ một chút rồi giải thích chính là người diễn kịch ở thời đại các anh đó không phải là con hát sao con hát thì có gì hay mà nhìn Chu Duẩn Văn có chút khó hiểu, nhưng dưới cái nhìn chăm chăm của Phương Minh, rốt cuộc vẫn đề ép nghi ngờ này xuống, theo Phương Minh đi ra khỏi quán, sau đó lên taxi, đi về Nhạc Dương Lâu. Nhạc Dương Lâu, với tư cách là kiến trúc đặc trưng của thành phố Nhạc Dương Thị Giấu. Nhạc Dương Lâu rất là nổi tiếng, gần như toàn bộ du khách đến Nhạc Dương, chỉ cần có thời gian đều sẽ đến Nhạc Dương Lâu vừa có thể thưởng thức cảnh đẹp của hồ Đông Đình, vừa có thể mặc sức tưởng tượng những quyển sách có 102 mà văn nhân cổ đại đã lưu lại nơi đây. Chẳng qua hôm nay lầu chính của Nhạc Dung lâu lại cấm du khách đến gần, bởi vì có đoàn làm phim quay phim ở chỗ này mà trong đoàn làm phim lại có vài minh tinh hạng nhất trong nước, nếu như không cấm, sợ rằng fan nhiều sẽ nảy sinh những vấn đề không an toàn. Lúc Phương Minh cùng Chu Dẫn Văn đến cũng bị ngăn giống như những người khác. Chẳng qua ngay sau đó trợ lý của hàng Kiều Kiều là Trương Yến đã tự thân qua đây đưa bọn họ đi vào. "Cậu Phương, chị Kiều Kiều đang quay phim. Bộ phim này không có tầm thường đâu, là một trong ba bộ phim được phía trên khâm điểm để phát huy truyền thống văn hóa đó." Bằng không mà nói, quản lý của Nhạc Dung Lâu sẽ không đồng ý cho chúng tôi qua đây quay trương yến vừa đi vừa giải thích cùng phương minh phương minh cũng hiểu đầu năm nay có hai loại phim khiến thù lao của minh tinh thấp vô cùng một là kịch bản công ích một loại chính là loại phim mang theo tính chất chính trị như thế này chỉ là trước đây hiệu quả sau khi quay xong mấy bộ phim này không được cao lắm cũng không được nhiều khán giả chấp nhận nhất là những kịch bản về thời cận đại chỉ riêng việc nghiên cứu thảo luận kịch bản thôi cũng phải nghiên cứu vài chục lần, đủ loại xét duyệt. Đến cuối cùng, nội dung quay ra được, hoàn toàn không thể khơi lên chút hứng thú của khán giả. Lần này bên trên có quyết tâm rất lớn, nhất định phải quay được một bộ phim khiến khán giả hoan nghênh. Cho nên, mọi cảnh trong phim đều được áp dụng thực cảnh. Hơn nữ còn có rất nhiều diễn viên nổi tiếng tham gia. Trong lúc Trường Yến giới thiệu, Chu Duẩn Văn đang đứng bên cạnh, lại đánh giá xung quanh trên mặt lộ ra tưởng nhớ. Bởi vì nơi này mới là nơi lúc trước hắn đã sinh hoạt. Mặc dù không xa hoa như cung đại minh, nhưng dù sao nó cũng là kiến trúc cổ đại. Chị kêu kêu! Trường Yến dẫn Phương Minh cùng Chu Dẫn Văn tới phim trường. Mà lúc này hàng kiều kiều đang khoác áo lông ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Cô vẫn còn phải diễn thêm một phân cảnh. Chẳng qua, đạo diễn lại đột ngột hô ngừng. Đến đây! hàng kiều kiều thấy phương minh chỉ chỉ cái ghế nhỏ bên cạnh phương minh không khách khí trực tiếp đặt mông ngồi một cử động kia cũng hấp dẫn ánh mắt của không ít người trong phim trường trong số toàn bộ minh tinh tại đây có thể xem như hàng kiều kiều là người lớn nhất những minh tinh nhỏ khác trong đoàn làm phim căn bản không dám ngồi bên cạnh hàng kiều kiều trừ phi là người có quan hệ không tệ với hàng kiều kiều nhưng mà động tác kế tiếp của hàng kiều kiều càng làm cho đám người ở đây mở rộng tầm mắt sau khi thấy Phương Minh ngồi, Hàng Kiều Kiều trực tiếp gác đôi chân thon dài của mình lên trên bắp đùi của Phương Minh. ai à, loại khí trời này thật sự khiến cho tôi lạnh muốn chết luôn. Vừa nói Hàng Kiều Kiều còn bự dùng chân mà sát trên bắp đùi của Phương Minh, dường như muốn sửa ấm. Đừng có lộn xộn. Phương Minh bắt chân của Hàng Kiều Kiều lại, đương nhiên hắn có thể cảm thụ được ánh mắt của đám người chung quanh lập tức nói. Cô không sợ bản thân Ngày mai sẽ lên top search hay sao Tôi sợ cái gì chứ Cho dù có truyền thông chụp được Ai lại dám để lộ tin tức Liên quan tới cậu Phương đây Hàng Kiều Kiều biểu môi Phương Minh mỉm cười Suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng Chỉ cần là tin tức liên quan tới hắn Bên trên không thể nào không quản Nếu có trang truyền thông nào dám đưa lên Đáng chừng cũng bị xử lý rất nhanh Cũng chính vì Hàng Kiều Kiều biết điểm này cho nên mới dám trắng trợn đùa giỡn mình như vậy. Đứng đắn một chút đi, bây giờ đang dưới tình huống gì? Sau khi đẩy chân hàng kiều kiều ra, Phương Minh nhìn về phía trước, dường như vị đạo diễn kia đang trao đổi điều gì với diễn viên mặt long bào. Hiện tại đang là mùa đông lạnh giá, vậy mà trên mặt diễn viên kia có chút mồ hôi, hiển nhiên tâm tình của hắn đang rất thấp thỏm. Nam diễn viên này đóng vai hoàng đế trong phim, cũng không có quá nhiều tình tiết chỉ xuất hiện tầm 10 cảnh diễn thôi. Cho nên lúc đầu chọn vai này cũng không cần casting, mà là tùy phán đạo diễn lựa chọn. Nhưng bây giờ đạo diễn ngại, người ta không đạt tới yêu cầu của mình. Vì vậy tự thân đứng ra chỉ đạo. Đáng tiếc, hiệu quả không được tốt lắm. Sau đó toàn bộ đoàn làm phim của chúng tôi phải dừng lại chờ người này. Người kia diễn vai hoàng đế sao? Phương Minh vẫn chưa nói xong. Chu Duẩn Văn đứng một bên lại không mặc kệ dựa vào dáng vẻ lấm là lấm lét vô cùng gian trá của hắn mà đòi diễn vai hoàng đế điều này thật sự khiến trẫm không thể chịu được chu duẩn văn rất bất mãn hàng kiều kiều hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn chu duẩn văn rồi dùng ánh mắt hỏi phương minh một câu nè cậu tìm được tên đầu trọc này từ đâu ra kỳ thật tôi cảm thấy có thể để cho hắn diễn thử vai hoàng đế này phương minh mở miệng kiến nghị mà hàng kiều kiều càng thêm nghi ngờ hiếu kỳ hỏi hắn là diễn viên sao diễn viên ư không nên coi bản chân ở bản thân tôi trở thành con hát chu duẩn văn nghe thấy những lời hàng kiều kiều nói trên mặt tràn đầy vẻ coi thường hắn đường đường là hoàng đế của đại minh triều mặc dù bây giờ nghèo túng nhưng há lại là người mà con hát có thể đánh đồng cậu tìm được tên chạy gỗ này từ đâu ra hàng kiều kiều ngược lại không có tức cô đã nghe không ít người nói như vậy rồi đương nhiên cô cũng biết đây là bởi vì trong nghề này có quá nhiều minh tinh không có phẩm hạnh khiến mọi người không có nhận thức tốt đẹp gì đối với minh tinh lão chu câm miệng cho tôi hiện tại có thể coi như tôi đang tìm việc làm cho anh đừng quên anh còn phải ăn mà muốn ăn thì phải làm việc chỗ tôi không nuôi người rảnh rỗi đâu dưới sự uy hiếp của phương minh chu duẩn văn lập tức héo đây chính là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán hắn chỉ có thể tự an ủi mình đây là trời cao đang ma luyện thôi thật sự muốn hắn diễn sao được rồi để tôi nói chuyện cùng đạo diễn một chút Hàng kiều kiều vẫn rất là tin tưởng phương minh nếu phương minh đã đề cử có nghĩa kỹ thuật biểu diễn của tên chạy gỗ này không tệ lập tức từ trên hàng ghế đứng lên đi về đạo diễn bên kia Đạo diễn đang nói chuyện về vai diễn với diễn viên, vừa nghe Hàng Kiều Kiều nói lập tức đưa mắt nhìn về Chu Duẩn Văn bên này. Trong ánh mắt có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, hiển nhiên là đáp ứng. Đương nhiên là do đạo diễn Trần để mặt Hàng Kiều Kiều, hướng chi hiện tại ông ta thật sự rất bất mãn đối với diễn viên trước mặt này. Không hề diễn ra được khi khái hoàng đế mà ông ta cần. Đổi người khác cho dù không được, cũng có thể mang tới chút áp bách cho diễn viên này nói cho hắn biết đoàn làm phim này không phải không có hắn thì không xong tại hậu trường chu duẩn văn bắt đầu đổi Long bào dưới sự hướng dẫn của nhân viên tổ trang phục bởi vì Long bào tương đối phức tạp cho nên người của tổ trang phục sợ chu duẩn văn không biết mặt đương nhiên muốn ở một bên chỉ đạo đạo diễn trần diễn viên này là ai Nhìn có vẻ hơi lạ mặt. Đạo diễn thực hiện đi tới, có chút hiếu kỳ nhìn bóng lưng của Chu Duẩn Văn rời đi. Hắn nhận được ánh mắt ra hiệu của quản lý nghệ sĩ. Dù sao, diễn viên diễn vai hoàng đế kia cũng là do quản lý nghệ sĩ giới thiệu. Một bộ phim truyền hình cần rất nhiều diễn viên, mà ngoài trừ những nhân vật chủ yếu do tổ đạo diễn cùng sản xuất chọn lựa ra, thì những diễn viên chỉ có tầm 10 hoặc mười mấy cảnh quay phối hợp diễn đều giao cho quản lý nghệ sĩ trong đằng đầm phim tuyển mộ nghề nghiệp quản lý nghệ sĩ này rất là đặc thù trên tay bọn họ có phương thức liên lạc với rất nhiều minh tinh đương nhiên cũng không phải mấy diễn viên quá nổi tiếng cùng lắm chỉ là diễn viên hạng ba hoặc dưới hạng ba cùng là diễn cảnh bình thường thế nhưng mấy diễn viên hạng ba hoặc là diễn viên quần chúng người mẫu nhỏ đều phải lựa chọn cẩn thận nhưng loại phim có minh tinh lớn tham diễn hơn nữa còn là loại phim sản xuất lớn như vậy mấy diễn viên hạng ba này luôn hy vọng bản thân có thể trở thành người được chọn bởi vì loại phim này có cơ hội hot rất là lớn chỉ cần bộ phim hot vậy giá trị của bản thân của bọn họ cũng lập tức được tăng cao sau này có thể viết trên lý lịch từng tham diễn vai nào đó trong một bộ phim nào đó cho dù có tham gia hoạt động của thương nghiệp cũng là người có giá trị khác hẳn cho nên với tư cách là quản lý nghệ sĩ chọn diễn viên quần chúng cho bộ phim này khi hắn lựa chọn diễn viên đều có hành động âm thầm khác có thể đã nhận phong bì từ người ta thậm chí còn có thể trực tiếp nút luôn phí diễn xuất của người ta những chuyện ẩn bên trong này đương nhiên đạo diễn thực hiện cũng biết rõ cũng giống vậy trong lòng đạo diễn Trần cũng rõ ràng. Chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Dù sao, một bộ phim thật sự cần rất nhiều long sáo, Chỉ cần không phải quá bất hợp lý là được rồi. Nước quá trong, ác không có cá. Hướng chi, bình thường chức vị quản lý nghệ sĩ này vốn là thân tín của bên xuất phẩm. Với tư cách đạo diễn cũng phải nể mặt mũi của người ta vài phần. Dù sao thì người ta cũng là người đầu tư cho cả bộ phim xếp vào một số vai không quan trọng cũng là chuyện bình thường. Tôi cũng không biết anh ta tên là gì. Là hàng kiều kiều đề cử. Có lẽ hàng kiều kiều sẽ không tùy tiện đề cử đâu. Để cho anh ta thử xem sao. Nghe được đạo diễn Trần nói như vậy, đạo diễn thực hiện thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn sợ rằng đạo diễn Trần có chút bất mãn gì với người quản lý nghệ sĩ. Nếu đã nói rõ là hàng kiều kiều đề cử, vậy phỏng chừng đạo diễn Trần làm vậy là vì để mặt hàng kiều kiều. Mặc dù trong giới giải trí địa vị của đạo diễn rất cao, hơn nữa đạo diễn Trần còn là đạo diễn nổi tiếng trong giới đạo diễn. Nhưng khi đối mặt với hàng kiều kiều vẫn không dám sĩ diện. Có thể nói hàng kiều kiều là một minh tinh rất đặc thù trong giới giải trí. Chỉ ít người trong nghề đều biết người ủng hộ sau lưng hàng kiều kiều có thể thông thiên. Trước đó không lâu, có một vị quan nhị đại muốn theo đuổi tán tỉnh hàng kiều kiều. Gia thế của vị quan nhị đại kia vô cùng ngưu bức. Chỉ ít, chỉ cần có nữ minh tinh trong nghề bị hắn coi trọng, tuyệt đối không có ai dám cự tuyệt. Kết cục của việc cự tuyệt hắn sẽ giống hình như một nữ minh tinh hạng nhất năm xưa, trực tiếp bị chính phủ phong sát. Vì vậy, sau khi vị quan nhị đại kia bị hàng kiều kiều cự tuyệt, tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ trả thù hàng kiều kiều nhưng không ngờ tới ba ngày sau vậy mà vị quan nhị đại này chủ động đến tìm hàng kiều kiều nói lời xin lỗi hơn nữa còn tìm vô số người có quan hệ tốt với hàng kiều kiều cầu tình cũng chính bởi vì vị quan nhị đại này tìm không ít người nói tốt cho hắn cho nên tin tức này mới bị truyền ra từ đó về sau người trong giới liền biết hàng kiều kiều là tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc Mấy phút đồng hồ sau, Chu Duẩn Văn đổi xong long bào đi ra. Trong nháy mắt thấy Chu Duẩn Văn đi ra, hai mắt đạo diễn Trần liền sáng ngời, mà trong đôi mắt xinh đẹp của hàng Kiều Kiều đang đứng một bên cũng có chút kinh ngạc. Cô phát hiện sau khi tên đầu trọc này mặc long bào vào, thật sự là có một chút khí thế của hoàng đế. Hóa trang nhanh như vậy sao? Đạo diễn Trần xem ra người trong tổ trang phục của chúng ta cũng rất là tận tâm đạo diễn thực hiện ở một bên thốt lên một câu nịnh hót người trong tổ trang phục lần này đều là thành viên nòng cốt đã theo đạo diễn trần thật nhiều năm trên thực tế chính là nhân viên công tác đạo diễn trần nuôi đương nhiên chuyện này không tính là bí mật gì trong giới giải trí có thể nói rằng trừ phi đạo diễn tự đầu tư bằng không mà nói thật sự sau khi quay một bộ phim tiền lương đạo diễn nhận được cũng không cao và bộ phim này lại còn được phía trên khâm điểm quay chụp. Tuy rằng được đầu tư lớn, nhưng món đầu tư này không có chút quan hệ nào với đạo diễn Trần, do đó đương nhiên vị đạo diễn này phải tìm vị trí khác để kiếm chút lời. Nhưng mà sau khi mấy nhân viên công tác trong tổ trang phục nghe được lời đạo diễn thực hiện nói, trên mặt lộ ra xấu hổ. Căn bản bọn họ không giúp được gì thậm chí ngược lại còn là người này giới thiệu cho bọn họ biết phải mặc long bào ra sao mới đúng, nhất là còn có một số chi tiết đối phương còn hiểu rõ hơn cả bọn họ. Đương nhiên, những nhân viên công tác kia không biết, Chu dẫn văn vốn là hoàng đế, đương nhiên sẽ biết rõ phải mặc long bào như thế nào mới là đúng cách. Tốt, đầu tiên cho diễn viên học thuộc lời thoại đi, 10 phút sau chúng ta bắt đầu quay có nhân viên công tác đưa kịch bản tới cho chu duẩn văn chẳng qua chu duẩn văn đâu hiểu được chữ giảng thể của thời đại này thấy nét mặt của chu duẩn văn đờ ra nhìn chăm chăm kịch bản phương minh đi tới thuật lại nội dung của kịch bản một lần nữa mặc dù không biết rõ vì sao diễn viên này lại cần người khác đọc lời kịch cho mình nhưng nhân viên công tác bên cạnh cũng không có tiện nói chỉ có thể đè ép cảm giác quái dị này trong đáy lòng 10 phút sau bắt đầu quay phim. Đúng chính là cái tâm tình này, rất tốt quá là tuyệt vời. Ok, qua một lần đã qua. Đây quả thật là điển hình hoàng đế hoàng mỹ nhất. Đạo diễn Trần nhìn Chu Duẩn Văn trong ống kính, vô cùng thỏa mãn. Hoàng đế trong cảnh này vừa vặn là cảnh thái đế mới đăng cơ không bao lâu. Trong lịch sử Minh Triều, vì anh trai mình bị bắt nhốt nên người này mới có thể lên ngôi hoàng đế. Diễn viên có thể nghỉ ngơi Chúng ta tiếp tục dựng cảnh kế tiếp Hàng Kiều Kiều chuẩn bị sẵn sàng đi Hàng Kiều Kiều đứng lên Kế tiếp chính là cảnh diễn cuối của cô trong ngày hôm nay Là cảnh diễn cùng Chu Duẩn Văn Hàng Kiều Kiều sắm vai thê tử của Chu Duẩn Văn Tình tiết chủ yếu của cảnh này Là khuyên cảnh thái đế Không nên phế trừ vị trí thái tử Của con trai anh mình là Chu Kiến Thâm Mười phút sau Tình tiết thuận lợi quay xong Hàng kiều kiều có thể kết thúc công việc, chẳng qua Chu Duẩn Văn vẫn còn mấy cảnh phải ở lại tiếp tục quay. Cậu Vương, đây quả thật là sỉ nhục của nhà họ Chu tôi. Chu Kỳ Trấn kia bị ngoại thứ bắt sống, thế nhưng sau đó không những không nghĩ tới chuyện hy sinh cho tổ quốc, mà còn dám kéo dài hơi tàn về nước, mưu đạt trở lại vị trí cũ. Chu Kỳ Ngọc này đúng là phế vật, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không có giữ được, còn để cho người ta đặt mất chu duẩn văn quay xong cảnh diễn này đi tới trước mặt phương minh hùng hùng hổ hổ nói một bộ dáng giận không kềm được người đang bên cạnh nghe thấy lại cảm thấy quái dị vô cùng chuyện của hoàng đế thời cổ đại thì có quan hệ gì đối với anh chứ anh có cần phải kích động như vậy không cho dù anh cũng mang họ chu nhưng vậy thì sao dù gì cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước còn thay cổ nhân phẫn nộ mà làm gì kết thúc tập 142 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.